Hello, xin chào các bạn, mình là My đến từ Nguyên My Garden. Thì hôm nay trên tay mình đây, ở đây có một cây Blackwing này các bạn có thể coi ha. Thì lúc mình đặt hàng á là mình đặt 12 cây, tuy nhiên á là một cây khi mà về á các bạn nó bị sốc nhiệt á và nó đã chết rồi ha. Ở đây là còn 11 cây mà do đợt vừa rồi mình bận á các bạn, nên là thành ra mình để nó hơn một tháng thì là nó như thế này. Những cái lá này là những cái lá mới ra này các bạn. Sau một tháng mặc dù không có đất nhưng mà nó vẫn có thể ra lá mới nha, tại vì nó hút dinh dưỡng ở tầng lá dưới và nó nuôi lá ở phía trên á, để các bạn có thể thấy nó ra rất là nhiều rễ rồi. Thì là hôm nay mình sẽ tiến hành xử lý rễ và trồng lại cái cây Blackwing này nha các bạn. Đây Blackwing, đây rễ rất là nhiều nè. Thì khi mà tiến hành trồng lại á thì mình sẽ cắt bỏ rễ cũ nha các bạn. Đây những cái rễ mới này thì mình sẽ không xử lý nha. Các bạn có thể thấy ở đây nè, những cái lá mà trong quá trình vận chuyển nó bị dập úng á các bạn. Khi mà mình để khô á thì là nó sẽ tự động nó teo lại như thế này ha. Đây, ở đây có này, ở đây cũng có này ha. Những cái lá như vậy thì nó sẽ tự teo. Các bạn nhớ là khi nhận cây về á, mình nên để cây khô một thời gian nha. Cái này mình để hơi lâu là hơn một tháng trời. Đó. Bây giờ mình sẽ cắt hết rễ cũ đi nha. Khi mà cắt hết rễ cũ đi á thì nó sẽ nhanh ra rễ mới và nó sẽ bật sức, nó sẽ ra rễ mới tốt hơn ha. Sau đó là mình ngâm nó qua COC85 nha các bạn. Thì là xử lý nấm á các bạn. Cái này mình tiến hành trồng luôn và mình sẽ không phơi rễ nữa nha. Đây là còn một vài cái lá khô á thì mình lượm hết đi ha. Mình có thể tỉa bớt một vài cái lá già ở phía dưới để mình tiến hành ươm mất các bạn. Thì lát hồi khi mà mình trồng lại thì mình sẽ tỉa bớt lá đi một chút. Mình sẽ tỉa lá đối với những cái cây mà mình thấy nó khá là nhiều lá nha. Cây tầng lá dày á các bạn. Còn vẫn nên để lại lá một lượng nhất định để nó có thể nuôi rễ mới và lên những cái lá mới. Mình ngâm một thời gian ha. Thì ví dụ giống như là các bạn cũng xử lý như mình á, thì là trong quá trình mà đợi ngâm trong xe lạnh á các bạn, thì các bạn có thể trộn giá thể và đông giá thể. Đây mình lựa chọn giá cây dừa nha các bạn. Vườn mình chủ động tưới được và vườn có mái che nên là không sợ mưa các bạn. Còn đối với một số bạn á, khi mà mình không có mái che thì mình nên lựa chọn những loại giá thể từ những cái loại đá giống như là Masato hoặc là Bala thứ nhất các bạn. Bumi thì là để cho nó tốt thì là cây sẽ không bị úng. Đối với sen đá là loại cây ưa hạn á các bạn, nên là thành ra các bạn nên lựa chọn những cái giá thể mà thấy nó tốt, hoặc là các bạn chủ động lượng tưới thì là nó không mưa nước, nên là như ở vườn mình á khoảng tầm 10 đến 15 ngày mình mới tưới một lần. Đây là lựa chọn cái giá thể. Khi đông giá thể thì là mình đông ngang chậu để cho cây tưới nó có thể đẹp một chút, nhưng mà không đẹp thì cây nó sẽ nó lớn nên các bạn kề tán phun mũi thì nó. Bây giờ mình có cái cây trên sau tâm một trên nha. Cái này mình ngâm khoảng 2-3 phút thôi ha. Bình thường các bạn có thể khoảng 10 phút cũng được. Thì là do trồng liền đó các bạn, nên là khi mà mình ngâm xong á mình hắt bớt nước đi nè các bạn, mình vậy bớt đi nha, chứ để nó đậm trên lá các bạn nó hơi lâu. Cái như này các bạn mình thấy ta không có
đều này, là mình sẽ bẻ bớt lá chân để mình tỉa ươm. Mình bẻ cho nó đều. Sau mình đặt lên mặt giá thể như thế này. Cái này khá đều nhưng mà mình thấy tầng lá vẫn dày, mình cũng sẽ tỉa bớt một chút. Cái tỉa thì các bạn lưu tỉa đều á, các bạn thì là cái khi nó ra đẹp. Cái cây này là mình order tại bên Trung Quốc rồi các bạn, là sau một thời gian là nó vẫn rất là đẹp á. Lưu ý đối với các bạn mới chơi sen á, thì mình khuyên nên lựa chọn những cái dòng sen phổ thông Đà Lạt á, thì là nó đã ăn Việt Nam rồi thì là trồng nó sẽ dễ sống. Còn đối với các bạn lâu cái nghỉ á, có thể lựa chọn dòng khó tính hơn một chút. Nó hơi, cái thân này nó hơi cao, mình ấn xuống một chút thì không ảnh hưởng gì đến cây hết. Mình trực tiếp trên lá mà cắt nước phải được nước. Cái cây này thì hơi ít, mình không có gì ăn. Bạn có thể làm như mình là lấy một cái ngón tay này, tạo một cái lỗ. Rẻ nhiều các bạn. Mua xong một cái bẩn lắm các bạn. Cái này khi mua xong thì khoảng tầm 3 đến 5, không khoảng 5 đến 7 ngày sau mình được tưới nha các bạn. Và lượng tưới cũng ít hơn, tưới ẩm đất thôi. Đây là thành quả một cách win của mình nha các bạn. Rồi các bạn vào một nơi có nắng nhẹ, hẹn trước ha. Sau khoảng tầm 7 ngày mình bắt đầu tưới tưới. Thì đó là loại không mưa nước nên là các bạn lưu ý là ít nước. Thì xin cảm ơn các bạn đã ở video này. Có câu hỏi thắc mắc nào muốn trẻ thì các bạn có thể comment bên dưới. Xin chào tạm biệt.